Trong cuộc chiến với dịch bệnh, chúng ta có sự đồng lòng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân với rất nhiều lực lượng, đông đảo tầng lớp nhân dân cùng tham gia, trong đó có lực lượng công an. Hôm nay ngày 19 tháng 8, kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân. 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã kiên trì đấu tranh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên cho mỗi gia đình. Và hiện nay khi mà dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp ở nhiều địa phương thì những chiến sĩ công an nhân dân vẫn luôn là một trong lực lượng nòng cốt nơi tuyến đầu chống dịch, đồng thời cũng luôn đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ nhân dân. Thượng úy Nguyễn Duy Khánh, công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, làm nhiệm vụ ở chốt chống dịch suốt nhiều ngày qua. Anh vừa bị thương khi đối tượng cố tình đâm vào anh để vượt qua chốt kiểm dịch. Vợ vừa sinh con nhỏ được một tháng, bố mẹ vợ và các đồng đội đã thay nhau chăm sóc anh. Gia đình cũng cố gắng là trông nom, chăm sóc cháu, nhưng mà cũng mong là cháu được nhanh chóng để hồi phục được sức khỏe, để mà tham gia tiếp tục chiến phục vụ công tác trong lực lượng công an nhân dân. Rất vinh dự và tự hào cho có những người con như thế này. Từ đầu tháng đến nay đã có 3 chiến sĩ công an hy sinh khi đang chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Cùng với các lực lượng tuyến đầu, các chiến sĩ công an ngày đêm căng sức, sẵn sàng đối mặt với mọi rủi ro trong cuộc chiến chống dịch. Và ngành công an thì mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã xác định được lập trường, tư tưởng, phấn đấu, hy sinh, quên mình vì cái bình yên của nhân dân, vì cái hạnh phúc của nhân dân. Nên sự hy sinh mất mát nào cũng đáng được trân trọng và ghi nhớ. Một ngày mới lại chuẩn bị bắt đầu tại thành phố Đà Nẵng. Công việc truy vết khoanh vùng dịch tễ của những người chiến sĩ công an cùng với các lực lượng khác vẫn còn chồng chất. Hơn một tháng qua thì chúng tôi đã phải trực chiến 100% tại đơn vị. Hầu hết anh em thì cũng vợ con cũng nhiều nhưng mà không có ai được về thăm hết. Chưa có một đêm nào là anh em có được giấc ngủ tròn cả. Thấy những cái chiến sĩ hy sinh nữa thì thật tình trong lương tâm người mẹ lúc nào cũng lo lắng cho tính mạng của con trai mình nhá. Nhưng mà động viên con hết mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Lực lượng công an nhân dân đã và đang được luyện rèn từ những cam go, thử thách như thế.